Welcome back to my channel. Dạ, Như Lan xin chào cả nhà đã quay trở lại với Kim. Xin mời cả nhà chúng ta cùng đi thăm hai mẹ con người mù hoàn cảnh rất là tội nghiệp. Thưa mẹ, rồi chứ, tí lắm thầy chứ hết nữa. Rồi anh, dạ, anh có thầy chụp ít đó, cũng thầy hết. Anh ngồi sạc sạc vô hai mẹ con ngồi sạc tí. Cha là tội. Không nhìn thấy mặt trời này thì... Ồ, trời tội chứ nè. Mẹ hạt ba chí mà mẹ đánh nhịp rửa à. Ừ. Mẹ hạt ba chí mà mẹ đánh nhịp dễ thương đi. Rồi mẹ đeo cái chí cho mẹ rửa. Đeo cái bùa. À tội chứ nè. Mẹ ơi. Mà kia. Dễ thương ấy. Chà tồi chứ nè. Rồi rồi ba. Chà. Rồi ba ở đây với anh em dạ. Dạ đúng rồi, con thì chăm sóc với anh chị em, chăm sóc con em thì ngoài lề. Thì anh cũng chăm sóc được đấy chứ, không thấy đường nhưng mà ngồi đậm lưng được nè. Cái duyên là thì rồi. Thấy đậm lưng được. Ít ra mình rửa là cũng là châu chàng ngọt mẹ ngọt thương con này. Ngồi đó, ngồi dễ thương chứ nè, ngồi vỗ dễ thương. Dạ. Say. Tôi chứ không nổi không năng chứ hết. Nhưng mà biết có người tự thăm nơi đó, rửa răng đôi ngồi dậy. Tuy lúc rửa không? Thích rửa, nhiều người cả em luôn không ngủ. Rửa. Đó là cứ năm rửa rồi mỏi ra dậy. Năm cho. Quay mà cái mặt bị sớm cái gì nè. Tệ hả? Con bì quay mặt con đã bì đi. Dạ. Ôi chào ơi, tồi chứ nè. Tồi hả? Chứ bao nhiêu con nịt rồi tồi chứ nè. Rồi là anh tên Việt Nhân. Dạ đúng rồi. Dạ con mẹ tên Chí. Hoàng Lan. Cao Hoàng Lan. Ôi chào rồi tên sáng dễ sờ chứ. Ô chào, mẹ đẹp hả? Tái rồi dai gỡ mới dễ thương ghê. Rồi mẹ còn mấy người con? Dạ, thứ là 7. Cho con đúng hả? Dạ. Tồi chứ. Rồi là mình quê mình ở Huế, Quảng Trì hả? Dạ. Ở mô là 92 Trần Hưng Đạo Thạch Thàng Quảng Trì. Hồi trước là ở phương dạ. Không đi ngủ. Dạ, để mẹ hát bài đi, mẹ vừa rồi mẹ hát đó. Dễ thương hả? Tồi quá. 92 tuổi. Dạ, 92, 93 đó chị. 93 tuổi rồi, hơn 3 tuổi đó. Dạ. 3 tuổi năm đi 91. Dạ. Tồi hả? Mẹ thò ghê đó chứ. Tồi chứ. Mẹ ứng hạt nữa chứ. Hồi nãy là hạt khô biết rồi. Đừng lận rồi. Ứng hạt nữa mà chắc quên bay rồi. Rồi thế mẹ chứ mẹ ứng hạt có hạt tăng bay mẹ bay hả? Hả? Mẹ hả? Chứ dễ thương thôi chứ tặng mẹ nghe được thì cũng cứ tặng dạ. Vì là nói là phải làm dạ, chứ dạ. Cái tấm mình đã biểu mình la nói rồi là mình dạ. Phải làm dạ. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời long lòng không phụ kín công cha. Tân tạo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Hay không mẹ? Hay quá.
Dạ. Dạ em xin phép là em có ghi hình. Dạ. Rồi em cũng xin phép chia sẻ đi để lan tỏa cái tình yêu thương mà. Dạ. Được không? Dạ. 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 Dạ mẹ ứng hạc á mà ngón chuột nhớ bài rồi cho ứng hạc nha. kiểu ứng hạc đấy tồi dễ sợ tồi vậy. Dạ dạ mẹ hay hạc bài chứ bài mấy bài hồi xa xưa à, cho chiều chiều ông đồi mà đi câu cài ve cài chẹn mà cài bầu sau lưng. Nhiều khi mà hạt lại mình đỡ là mình nhớ dân ra. Có nhiều người học quên nhưng mình nhắc là họ nhớ. Dạ. Dạ tôi cũng bị lắm nhiều năm quá rồi. Dạ. Rồi mà mẹ khỏe lắm. Dạ. Nhắc nuôi người con mà chết người rồi con bài. Dạ. Dạ. Rồi dạ. Như là con bài mà sau ba mất cái bà buồn từ đó rồi bà suy sụp luôn. Dạ. Rồi mẹ là 92, 93. Dạ. Dạ xin lỗi, anh năm ấy mấy mươi, anh nhỏ hơn tôi ạ. 63 hả? Thúa nhỏ hơn. Dạ, rồi rồi. Dạ. Rồi thôi thì em gửi tặng anh 200. Dạ. Dạ anh cầm. Dạ dạ. À, của ít lòng nhiều. Dạ dạ dạ. À rồi con tặng mẹ 400. Và để mẹ mua bánh ăn lần lần. Dạ dạ. À, mua chi sữa rồi chi cho mẹ. Dạ dạ. À, rồi mẹ. Anh cầm cho mẹ luôn cho chứ. Dạ đây. Dạ. Anh cầm cho mẹ luôn cho mẹ cũng có khái niệm dạ. Dạ. Đúng chi. Năm đầu năm mới cũng kính chúc chị gia đình cũng như là một năm mới tràn đầy sức khỏe, an khang thịnh vượng. Ôi trời, dạ. À, thì trong sức khỏe để đi làm, nói dạ. Thiệt về gia đình mình, tôi dạ. Là hướng dẫn với du lịch. À, dạ. Dạ, rồi đầu năm có được chục lộc. Dạ. À, thì cũng đem cái lộc đó chia sẻ cho ba con cho vui. Dạ, dạ. Dạ, vì đúng cái tấm nguyện của mình. Dạ, dạ. Rồi, mẹ dễ thương ấy. Chỗ sẽ cứ ngồi đánh nhịp kháng để còn yếu ấm nhạc lắm đây. Dạ. Thôi thì chúc gia đình mình được vui khỏe, bình an. Đó, bố máy bạn đắc. Rồi còn anh làm được bệnh lọc thì bạn cho thiệt cho nhiều. Để mà có cái thu nhập. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, đây là người bạn bệnh lọc là anh ruột luôn hả? Dạ, út đó. À, anh út. Chú út đó. Mẹ ứng hạt để mẹ hạt bài đi. Mẹ hạt đi. Được đâu. Tôi hỉ. Nãy chứ ra thầy cứ hạt kháng rửa thế. Hạt mà hạt câu hai câu rồi. À dễ thương rửa. À dễ thương ghê. Hình ảnh ấy quỷ lắm. Nói chứ cũng già không rồi. Rồi đi là cũng có được con mẹ mà ngồi bên nền nhịp đấy là vui á. Rồi mẹ đeo cái xe giấy chứ ngang người rửa. Dạ cuộc là anh vui tẻ. À, đứng ra đứng lên đó. À cột nơi giường á để nhắc là không, à để nhắc là không cho đựng giày. À hiểu rồi. À không đi được nữa. À rồi 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 rồi. Không đi được nữa. Dạ dạ. Dạ Như Lân xin cảm ơn cả nhà đã xem hết video. À, xin chúc tất cả mọi người luôn được vui khỏe, bình an, hạnh phúc, vạn sự cát tường như ý. Xin hẹn gặp lại ở video sau. Thank you very much for your watching my video. All the best wishes to you and your family. See you in the next video. Bye bye for now. Thank you.